Nhìn nhớ bà bà Đây. Ngày 6 tháng 1, ông Lê Văn Thăng, giám đốc ban quản lý cảng cá Thanh Hóa xác nhận thông tin tàu cá đánh bắt xa bờ công suất 820 mã lực của gia đình ông Nguyễn Duy Hòa ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn vừa trúng mẻ cá hố lớn. Trước đó, ngày 5 tháng 1, tàu cá của gia đình ông Hòa đang đánh bắt hải sản tại khu vực Vịnh Bắc Bộ thì bất ngờ trúng mẻ cá hố nặng 12,5 tấn trung bình mỗi con có trọng lượng từ 1 đến 1,5 kg. Theo giá thị trường hiện nay, mẻ cá hố này bán được khoảng từ 1,3 đến 1,5 tỷ đồng. Người dân ở thành phố Sầm Sơn cho biết đây là mẻ cá hố rất lớn, hiếm có tàu cá nào đánh bắt được trong nhiều năm gần đây. Mẻ cá lớn này là lộc biển đầu năm 2024, dành cho bà con ngư dân tích cực vươn khơi, bám biển, làm giàu từ biển cả.